When did we grow apart? When did you take back your heart? We found love in the dark, but we were flying different paths, yeah. Riding shotgun in my car, driving nowhere, kind of stuff. The smell of your perfume follows me wherever I go. So why do we need to be strangers again? Với các cổ động viên Liverpool, dù mùa giải năm nay mọi chuyện không như ý, song cha thấy phủ nhận một sự thật. Kể từ khi Jurgen Klopp đặt chân đến, ông đã từng bước tạo ra một kỷ nguyên hoàng kim cho lữ đoàn đỏ. Thế nhưng trước đó, Liverpool đã phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, và người từng gồng gánh binh đoàn áo đỏ trên vai đó là Philippe Coutinho. Sự xuất sắc của Coutinho khi đó đã khiến cho Barcelona phải chi tận 135 triệu euro. Thậm chí cho đến tận bây giờ, họ vẫn còn đang trong cảnh nợ nần khi chưa trả hết tiền cho Liverpool. Với sự góp mặt của Coutinho, sức mạnh tấn công của Barcelona được kỳ vọng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng sau tất cả, Barcelona đã ký kết một thương vụ thua lỗ nặng nề. Sự nghiệp của Philippe Coutinho tại Camp Nou chưa bao giờ tỏa sáng như các cú lê kỳ vọng. Anh tỏ ra mẫn cảm với các chấn thương, và mỗi khi đủ thể trạng ra sân trong phần nhiều các trận đấu, Coutinho và Liverpool cũng chẳng để lại được nhiều dấu ấn. Trước thềm kỳ chủ nhật mùa đông tháng giêng năm 2018, Philippe Coutinho đã tìm mọi cách để có thể rời Anfield, và điều này chắc hẳn khiến cho nhiều Liverpoolian cảm thấy không hài lòng. Đến khi Liverpool loại Barcelona theo một cái cách không thể nào nghiệt ngã hơn, Coutinho cũng không thể tránh khỏi những bình luận cay nghiệt từ những cổ động viên Liverpool, và phần lớn trong số đó xoáy vào việc sự ra đi của Coutinho. Liverpool đã bước sang một trang sử mới như thế nào? Nếu bạn cảm thấy cuộc đời mình bế tắc, hãy nhớ là Coutinho từng rời Liverpool để tới Barcelona giành chức vô địch Champions League, và giờ đây anh ta bị chính đội bóng cũ của mình loại. Nhờ vào việc bán Coutinho, chúng ta mới có đủ tiền mua Van Dijk và Alisson. Cảm ơn Coutinho rất nhiều. Hy vọng anh sẽ được Liverpool tặng cho tấm huy chương vô địch Champions League. Đây chỉ là hai trong số rất rất nhiều bình luận không lấy gì làm thiện cảm mà khi đó Coutinho phải đón nhận. Hẳn là ngày ấy, nhiều cổ động viên Liverpool cũng đã cảm thấy vô cùng hả hê. Bây giờ, Coutinho một lần nữa trở thành chủ đề được những người yêu mến đội bóng áo đỏ nhắc tới khi anh chuẩn bị quay trở lại nước Anh. Nhưng không phải để khoác áo Liverpool hay bất cứ đội bóng nào khác, mà là một câu lạc bộ khác ở thành phố cảng Liverpool, Everton. Everton và Liverpool, họ đều là những thế lực đối đầu với nhau tại vùng Merseyside, nên hiển nhiên phi vụ này nó trở thành hiện thực, nó sẽ mang lại hiệu ứng rất mạnh. Và đương nhiên, nó cũng hứa hẹn sẽ đem đến rất nhiều drama, không chỉ bởi mối quan hệ giữa đôi bên, mà còn bởi Everton đang nuôi tham vọng trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, vùng Merseyside chỉ có một màu, đó là màu đỏ. Trong mỗi trận derby, thường thì Everton luôn là đội bị xếp chiếu dưới. Thế nhưng giờ đây, thương tân Goodison Park không còn muốn điều này tiếp tục kéo dài. Mùa giải năm nay, trong khi Liverpool tỏ ra sa sút và có một chiến dịch không như ý, thì Everton lại cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Lúc này, họ đang sở hữu 52 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Tottenham 1 điểm, Liverpool 2 điểm và West Ham 3 điểm. Bây giờ, nhắc đến The Toffees, trong chương trình cầu với sự góp mặt của các ông lớn, người ta sẽ không còn mặc định dự đoán rằng đội bóng áo xanh sẽ phải nhận lấy thất bại. Giờ đây, điều mà thương tân Goodison Park mong muốn đó là Everton phải được tham dự Champions League một cách thường xuyên. Họ đã thăng hoa mạnh mẽ nhiều hơn với những Dominic Calvert-Lewin, James Rodriguez, Richarlison, và khi mà từng đó ngôi sao vẫn chưa đủ để Everton thực hiện hóa tham vọng, họ dự định tiếp tục chi tiền để Carlo Ancelotti có thể mang về những cái tên mà mình muốn. Rõ ràng, việc Everton muốn có Philippe Coutinho chẳng có gì khó hiểu. Anh từng có những năm tháng ngọt ngào tại Anfield, từng là một trong những ngôi sao sáng nhất tại giải bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà Everton có thể vươn lên khẳng định vị thế của mình nhờ một người cũ của Liverpool. Hẳn rồi, nhưng quan trọng hơn, Carlo Ancelotti muốn có Coutinho vì ông tin rằng Coutinho là mảnh ghép giúp hàng công của mình được nâng tầm. Trong quá khứ, Everton từng chơi với sơ đồ 4-4-2 với bộ đội Dominic Calvert-Lewin, Richarlison trên hàng công. Cả hai đều có khả năng không chiến tốt, vì vậy, lối chơi của The Toffees khi đó rất trực diện, đơn giản với những đường truyền dài hướng đến vị trí của một trong hai người này. Thế nhưng sẽ đến mùa này, Everton đã lột xác. Họ không còn quá phụ thuộc nhiều vào bộ đôi tiền đạo của mình cũng như những đường truyền dài. Thay vào đó, họ hướng đến việc sử dụng những đường truyền ở cự ly ngắn nhằm tìm cách phá vỡ cấu trúc hàng phòng ngự đối phương. Và rõ ràng với cách chơi như vậy, một cầu thủ có khả năng phối hợp tốt, biết cách tạo đột biến với những tình huống đi bóng chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Nhắc đến Everton là nhắc đến Dominic Calvert-Lewin.
người đã ghi đến 15 bàn ở Premier League mùa này. James Rodriguez dĩ nhiên cũng là một thần tượng lớn. Trong khi đó, vai trò của Richarlison chắc hẳn cũng chẳng cần phải bàn cãi. Vậy nhưng, sẽ là thiếu sót nếu như bỏ qua cặp cánh Seamus Coleman cùng với Lucas Digne. Cả hai đều là những hậu vệ mang thiên hướng tấn công, và với việc Philippe Coutinho có thể đá cả tiền vệ tấn công lệch trái lẫn tiền vệ tấn công lệch phải, chắc chắn bộ đôi này sẽ rất vui nếu như tiền vệ người Brazil thật sự đặt chân đến Goodison Park. Có hàng tá mạng miếng phối hợp mà Everton hứa hẹn có thể thực hiện với Philippe Coutinho trong đội hình, và một trong số đó có thể là cầu thủ sinh năm 92 thực hiện những tình huống đi bóng nhằm hút người, tạo khoảng trống cho Digne hoặc Coleman băng lên, nhưng phải dắt bóng bó vào trung lộ rồi thực hiện những cú bắn phá từ ngoài vòng cấm luôn là sở trường của Coutinho. Nhưng nó hoàn toàn có thể trở thành một biến thể khác, đó là khi Coutinho sẽ chuyền cho James Rodriguez để tiền vệ Colombia tìm cách đưa bóng ra biên cho Digne, Coleman hoặc thực hiện một đường chọc khe cho Dominic Calvert-Lewin hay Richarlison. Ở cuộc đối đầu gần nhất của mình, Everton thua Aston Villa trong bối cảnh họ không có sự phục vụ của James. Và đương nhiên, nếu ngay lúc này Carlo Ancelotti có quân bài Philippe Coutinho trong đội hình, ông hoàn toàn có thể để anh đá vị trí số 10 mà Gylfi Sigurdsson, cái tên được chấm điểm thấp nhất về phía Everton trận này, đảm nhiệm. Bởi lẽ, bên cạnh việc chết ra hai cánh, Coutinho cũng có khả năng đá tốt khi được bố trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Rõ ràng, Philippe Coutinho sẽ là một bản hợp đồng mà người hâm mộ Everton có quyền kỳ vọng. Vấn đề còn lại của thương vụ này có lẽ chỉ nằm ở câu chuyện giá cả và lương thưởng. The Toffees dự định chi số tiền 35 triệu bảng để có được cái gật đầu của Barcelona. Và theo nguồn tin từ The Sun, Emre Lovrana cũng đã đồng ý với số tiền này. Tất nhiên ai cũng biết The Sun không phải là một nguồn tin có độ uy tín quá cao. Song, với sự sa sút thảm hại nơi Coutinho trong màu áo đỏ lam, cùng với tình hình tài chính không mấy lạc quan mà Barcelona đang gánh, chúng ta có cơ sở để tin rằng kịch bản Philippe Coutinho trở về thành Liverpool nhưng khoác lên mình chiếc áo xanh của Everton hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Vấn đề lương thưởng hứa hẹn cũng sẽ chẳng phải điều ngăn cản thương vụ này, bởi lẽ Everton chấp nhận chi trả khoản tiền lớn mỗi tuần cho Coutinho, đồng thời hỗ trợ anh trong việc ổn định chỗ ở của gia đình. Tất nhiên với Everton, đây là một canh bạc mạo hiểm, bởi dẫu sao Coutinho cũng chẳng còn là chính mình so với thời kỳ đỉnh cao. Song, họ cần phải đánh canh bạc này, bởi lẽ nếu những ngôi sao ở đẳng cấp của Coutinho còn đang thăng hoa, chắc chắn họ cũng sẽ không chọn đến với Everton. Lúc này, đại diện của nữ xanh vùng Merseyside đang ôm mộng trở thành một thế lực lớn tại xứ sương mù, và con đường khả dĩ nhất cho họ đó là mang về những cầu thủ đẳng cấp nhưng không còn giữ được bản ngã của chính mình, rồi trông chờ vào việc chiến lược gia kỳ cựu Carlo Ancelotti sẽ hồi sinh những ngôi sao này. Bằng cách đó, Everton sẽ từng bước xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh nhưng lại tối ưu được chi phí. Everton đã từng thành công như thế nào với việc đặt cược vào James Rodriguez, và hy vọng điều tương tự cũng sẽ xảy đến với Philippe Coutinho. But we were flying different paths, yeah. Riding shotgun in the car, driving nowhere, kind of stop. The smell of your perfume follows me wherever I go. So why do we need to be strangers again when we used to be lovers and friends? If we start over before our love began, maybe we'll try again, pretend we never met, like we're strangers again. Shadow.